Vào thế kỷ 16, khi sứ mệnh khám phá những vùng đất mới đang đè nặng lên vai của những nhà hàng hải người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thì một hạm đội dưới sự dẫn dắt của Ferdinand Magellan đã làm được một điều không tưởng trong thời bấy giờ, đó là đi một vòng quanh trái đất. Mặc dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng những gì mà ông làm được đã khiến cho cả nhân loại phải thay đổi nhận thức. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Ferdinand Magellan, người đầu tiên đi vòng quanh trái đất. Lớn lên trong thời đại khám phá. Ferdinand Magellan sinh ngày 3 tháng 2 năm 1480 tại thị trấn Sabrosa, Bồ Đào Nha. Cha mẹ Magellan là quý tộc nhỏ ở Bồ Đào Nha. Ngoài ra, cha ông còn là thị trưởng của thị trấn Sabrosa. Sau khi họ qua đời, Magellan trở thành cậu bé giúp việc cho hoàng hậu và sau này là nữ hoàng Eleanor trong triều đình hoàng gia Bồ Đào Nha theo truyền thống của gia đình. Khi đó ông mới lên 10. Khoảng thời gian Magellan phục vụ trong cung điện hoàng gia cũng là khoảng thời gian mà những cuộc phát kiến địa lý, những chuyến đi hàng hải dài ngày đã thực sự mở ra một thời đại văn minh, thời đại khám phá. Trong thời đại đó, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước tiên phong đi đầu. Với khát khao tìm thấy những vùng đất có vàng, quần đảo gia vị, hoàng gia hai nước trong suốt hai thế kỷ 15-16 đã không tiếc tiền của nhân lực để thỏa khát khao chinh phục của mình. Không phụ lòng mong mỏi của giới cai trị hai nước, các nhà hàng hải đã thu về được rất nhiều những phát kiến, góp phần cho sự mở rộng thị trường và thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nói riêng và sự phát triển các tinh hoa nhân loại nói chung. Đặc biệt cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, những nhà hàng hải đã có những chuyến đi đem lại bước tiến xa chưa từng có. Đầu tiên phải kể tới chuyến đi từ năm 1486 đến năm 1487 của nhà hàng hải Bartolomeo Dias. Với việc tìm ra mũi bão táp, sau này có tên là mũi hảo vọng, vào ngày 12 tháng 3 năm 1487, Ấn Độ Dương đã mở ra trước mắt người Bồ Đào Nha từ đây. Tiếp đó, dưới sự hỗ trợ của chính Dias, Vasco da Gama đã thực hiện chuyến đi vượt mũi bão táp tiến vào Ấn Độ Dương vào ngày 16 tháng 12 năm 1497. Đến ngày 20 tháng 5 năm 1498, da Gama đã tới được nơi mà họ vẫn cho là mảnh đất có vàng trong đồn thổi, cảng Calicut, Tây Nam Ấn Độ. Không chịu kém cạnh, Tây Ban Nha với hướng đi theo phía mặt trời lặn cũng thu về được những kết quả thậm chí còn vĩ đại hơn so với Bồ Đào Nha. Năm 1492, Cristoforo Colombo khám phá ra châu Mỹ, mở đầu cho phong trào thực dân hóa vùng đất này. Tuy nhiên, do việc các đội tàu của hai bên liên tục đụng độ với nhau đã kéo theo những căng thẳng ngoại giao trong việc phân chia quyền buôn bán và thuộc địa cho tất cả các vùng đất mới được phát hiện nằm giữa hai nước. Bên cạnh đó còn có sự dòm ngó của các quốc gia khác, đặc biệt là đế chế Anh và đế chế Pháp. Ngày 7 tháng 6 năm 1494, dưới sự chứng kiến của giáo hoàng Julius đệ nhị, đại diện của hai nước đã ký một hiệp ước phân chia tuyến đường hàng hải tại thành phố Tordesillas thuộc tỉnh Valladolid của Tây Ban Nha. Theo nội dung hiệp ước, họ lấy ranh giới là đường kinh tuyến cách quần đảo Cape Verde, nay là quốc đảo Cape Verde, ngoài khơi Đại Tây Dương, 1.185 dặm về phía Tây. Bồ Đào Nha sẽ sở hữu mọi thứ nằm về phía đông đường phân giới, trong khi lãnh thổ Tây Ban Nha nằm về phía Tây. Với việc được kề cận hoàng gia ngay từ khi còn bé, tai nghe mắt thấy tất cả diễn biến của những chuyến hải trình và cả những biến động chính trị có liên quan, cậu bé Magellan tự thôi thúc bản thân nên tạo ra một kỳ tích nào đó vĩ đại hơn nữa. Tuy nhiên, sự ra đời của Hiệp ước Tordesillas đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc lựa chọn tuyến đường thám hiểm của Magellan về sau. Những chuyến đi trong thân phận người lính. Vào tháng 3 năm 1505, ở tuổi 25, Magellan đã gia nhập đội tàu gồm 22 chiếc tàu được gửi đến chỗ nhà thám hiểm Francisco de Almeida với tư cách là người phụ trách đầu tiên thuộc Bồ Đào Nha. Mặc dù tên của ông không xuất hiện trong biên niên sử, nhưng người ta biết rằng ông vẫn làm việc ở đó 8 năm. Magellan đã tham gia vào một số trận chiến chống lại quân đội Ấn Độ, bao gồm trận Cannanore năm 1506. Trận này, ông bị thương. Năm 1509, Magellan tiếp tục tham gia chiến đấu trong trận chiến Deal và cùng với Bồ Đào Nha giành chiến thắng quan trọng trước Liên minh Hồi giáo vùng biển Ả Rập, đế chế Venice và Ấn Độ, từ đó kiểm soát Ấn Độ Dương để chuyển tuyến thương mại xuống mũi hảo vọng, phá vỡ tuyến đường gia vị truyền thống do người Ả Rập và người Venice kiểm soát qua Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư.
Sau đó Magellan lên thuyền dưới trướng thống đốc Diego Lopez de Segura, thực hiện sứ mệnh của Đại sứ quán Bồ Đào Nha đầu tiên đến Malacca. Sau khi đến Malacca, đoàn thám hiểm trở thành nạn nhân của một âm mưu lật đổ. Magellan đã cảnh báo thống đốc Segura và mạo hiểm mạng sống của mình để giải cứu những người khác. Năm 1511, dưới thời thống đốc mới Afonso de Albuquerque, Magellan tham gia vào cuộc chinh phạt Malacca. Sau đó ông được thăng chức và trở nên giàu có. Magellan trở về Bồ Đào Nha vào năm 1512, có tài liệu ghi là năm 1513. Em trai của ông ở lại Malacca và hai anh em vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Nhờ vậy, Magellan ít nhất đã biết được vị trí của quần đảo Gia Vị và các tuyến đường liên quan. Trong thời gian phục vụ tại Morocco, Magellan bị thương, hậu quả là chân ông bị khập khiễng vĩnh viễn. Tiếp đó, ông còn bị buộc tội buôn bán bất hợp pháp với người Moors, cộng đồng dân cư Hồi giáo ở Maghreb, bán đảo Iberia, Sicily và Malta trong thời Trung Cổ. Mặc dù được chứng minh trong sạch, nhưng ông không nhận được lời mời làm việc nào nữa sau ngày 15 tháng 5 năm 1514. Năm 1517, sau cuộc cãi vã với vua Manuel đệ nhất, người đã từ chối yêu cầu dai dẳng của ông là dẫn đầu một cuộc thám hiểm đến các đảo Gia Vị từ phía đông mà không qua các khoảng bờ biển nào thuộc châu Phi. Magellan tức giận chuyển sang Tây Ban Nha sinh sống. Ông kết hôn với Maria Cadella Beatriz Barbosa và có hai người con, nhưng họ đều chết khi còn trẻ. Ngay đến cả vợ ông cũng sớm qua đời ở Seville vào khoảng năm 1521. Chuyến đi vòng quanh thế giới. Vào khoảng thời gian ở Tây Ban Nha, Magellan đã dành hết thời gian để nghiên cứu các biểu đồ gần đây nhất, điều tra, hợp tác với nhà vũ trụ học Ruy Valero. Năm 1417, ông xin tài trợ từ vua Charles đệ nhất, vị vua trẻ của Tây Ban Nha đang có hoài bão ganh đua mạnh mẽ với người láng giềng Bồ Đào Nha. Theo đó, tuân theo hiệp ước Tordesillas, Magellan đề xuất đến quần đảo Gia Vị bằng một tuyến đường từ phía Tây, một kỳ tích chưa bao giờ được thực hiện. Hy vọng rằng điều này sẽ mang đến một tuyến đường thương mại hữu ích cho Tây Ban Nha, vua Charles đã có mệnh lệnh bất hủ. Theo ta biết thì trên quần đảo Moluccas có nhiều gia vị, do đó ta phái ngươi đi chính là để tìm kiếm chúng và nguyện vọng của ta là ngươi hãy đi thẳng đến quần đảo đó. Đồng thời, nhà vua phê duyệt cuộc thám hiểm và đài thọ hầu hết kinh phí. Hàm ơn trên, Magellan quyết định đổi quốc tịch sang Tây Ban Nha. Sau 2 năm chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 20 tháng 9 năm 1519, hạm đội của Magellan từ cảng Seville đã khởi hành. Đoàn bao gồm 5 tàu, mang theo nhu yếu phẩm trong 2 năm. Thủy thủ đoàn gồm khoảng 270 người, hầu hết là người Tây Ban Nha, nhưng vẫn có khoảng 40 người là người Bồ Đào Nha. Đoàn đi về phía Tây qua Đại Tây Dương về phía Nam Mỹ. Vào tháng 12, họ đã thả neo tại Rio de Janeiro. Từ đó, họ đi thuyền về phía Nam dọc theo bờ biển, tìm kiếm một con đường xuyên qua hoặc quanh lục địa. Sau 3 tháng, điều kiện thời tiết buộc hạm đội phải dừng cuộc tìm kiếm của họ để chờ đợi mùa đông. Họ tìm thấy một bến cảng tự nhiên có mái tre tại cảng San Julian, nay thuộc quận Patagonia thuộc tỉnh Santa Cruz của Argentina, và ở đó trong 5 tháng. Ngay sau khi cập cảng tại San Julian, một cuộc nổi loạn đã nổ ra do các thuyền trưởng Tây Ban Nha dẫn đầu. Magellan đã dập tắt được, mặc dù đã có lúc mất quyền kiểm soát 3 trong số 5 tàu của mình. Sau khi dập hết các cuộc nổi loạn, một trong những con tàu của hạm đội lại bị đắm trong một cơn bão khi đang khảo sát vùng biển gần đó. May mắn là không ai thiệt mạng. Sau mùa đông, hạm đội lại tiếp tục tìm kiếm một lối đi về phía Tây vào tháng 10 năm 1520. 3 ngày sau, họ tìm thấy một vịnh cuối cùng dẫn họ đến một eo biển, hiện được gọi là eo biển Magellan, cho phép họ sang Thái Bình Dương. Trong khi khám phá eo biển, một trong 4 tàu còn lại đã bỏ hạm đội, trở về Tây Ban Nha. Hạm đội Magellan đến Thái Bình Dương vào cuối tháng 11 năm 1520. Do hiểu biết chưa đầy đủ về địa lý thế giới vào thời điểm đó, Magellan dự kiến đây sẽ là một hành trình ngắn đến châu Á, có lẽ chỉ mất 3 hoặc 4 ngày. Trên thực tế, chuyến vượt Thái Bình Dương này mất tận 98 ngày. Cuộc hành trình dài đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống của họ. Thực phẩm trên tàu ngày càng thiếu tới mức, thậm chí nhiều thủy thủ đã phải lấy những cái giày thắt lưng ra để ninh, ăn thịt chuột, uống nước tiểu để cầm cự. Tàu thuyền càng lúc càng hỏng hóc mà đi mãi chẳng thấy có hòn đảo hay chỉ ít là mỏm đá nào để dừng lại sửa chữa. Khoảng 30 người đã chết, chủ yếu do bệnh ghẻ và đói khát.
Tuy vậy, Magellan vẫn khỏe mạnh, có lẽ nhờ ông biết cách bảo quản một loại quả họ táo tên là mộc qua. Sự minh mẫn, tinh thần lạc quan và kinh nghiệm đi biển nhiều năm đã giúp ông giữ vững được kỷ luật của cả đoàn trong thời khắc cận kề tử thần. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1521, tức 99 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương, hạm đội của Magellan đã thả neo xuống Guam trong tình trạng kiệt quệ. May mắn là những người Chamorro bản địa không đuổi họ đi mà còn giúp đỡ nhiệt tình. Nhờ vậy, đoàn nhanh chóng hồi phục và dần có thêm đồ dự trữ. Tuy nhiên, cũng vì hiếu kỳ quá mức mà một nhóm người bản địa đã lên tàu và lấy một số vật phẩm như giàn khoan, dao và thuyền. Tức giận trước hành vi trên, Magellan đã phái một nhóm đột kích lên bờ để trả thù, giết chết 7 người và đốt 40 căn nhà, thu hồi hàng hóa bị đánh cắp. Chưa nguôi cơn giận, ông còn đặt cho quần đảo một cái tên đầy khinh bỉ là Mariana, tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là tên trộm. Đến ngày 16 tháng 3, thì hạm đội của Magellan đã đến một hòn đảo ở Philippines. Họ ở lại đây khoảng 1 tháng rưỡi. Trong thời gian này, thì ông đã làm quen với các lãnh đạo địa phương và tiến hành tổ chức thánh lễ đầu tiên trên đảo vào ngày 31 tháng 3, trong cái thánh giá trên ngọn đồi cao nhất của đảo. Magellan đã lên kế hoạch là sẽ chuyển tất cả người dân địa phương ở đây sang Kitô giáo. Và những người dân địa phương các đảo xung quanh dễ dàng chấp nhận trừ đảo Mactan. Vì vậy mà Magellan đã lên kế hoạch là sẽ tấn công đảo này. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm Chưa Tổng Hợp Video Về Người Thành Công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Giấc mộng dở dang. Vào ngày 21 tháng 4 năm 1521, Magellan và các thành viên trong đội tàu của ông đã cố gắng khuất phục người bản địa Mactan bằng vũ lực. Nhưng trong trận chiến sau đó vào ngày 27 tháng 4, 1.500 chiến binh của đảo Mactan dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh địa phương Lapu-Lapu đã áp đảo hoàn toàn 300 lính Tây Ban Nha và đồng minh bản địa. Tai hại hơn, thuyền trưởng Ferdinand Magellan cũng đã tử trận trong trận đánh này do bị một mũi tên trúng vào chân. Theo lời kể lại của một trong số những thủy thủ trở về sau chuyến đi, những người lính Tây Ban Nha với trang bị bao gồm áo giáp, kiếm, rìu, khiên, nỏ và súng đã đi tàu tiến vào đảo. Tuy nhiên, những tảng đá nhô ra và san hô gần bãi biển đã khiến các con tàu không thể áp sát đảo Mactan. Magellan buộc phải neo tàu cách xa bờ và cũng vì thế mà ông không thể mang đại bác của mình đến để chiến đấu với các chiến binh của Lapu-Lapu. Khi đổ bộ, lực lượng nhỏ của Magellan ngay lập tức bị người bản địa tấn công bằng một loạt vũ khí tầm xa, bao gồm mũi tên, mũi nhọn tre bịt sắt, đuốc và thậm chí cả đá. Họ bao vây nhóm đổ bộ của Magellan, tấn công từ phía trước và cả hai bên sườn. Bộ giáp hạng nặng của người Tây Ban Nha phần lớn bảo vệ họ khỏi các vũ khí này, nhưng nó đã làm mất tinh thần quân đội. Những người lính ngự lâm và nỏ trên thuyền đã cố gắng hỗ trợ bắn từ xa. Mặc dù áo giáp nhẹ và khiên của người bản địa dễ bị tổn thương bởi vũ khí phóng của châu Âu, nhưng đạn bắn từ tàu hầu như không có tác dụng gì vì chúng bắn từ khoảng cách cực xa và người bản địa dễ dàng tránh được. Magellan không thể ra lệnh cho đội ngự lâm trên tàu ngừng bắn. Kết quả, những người lính ngự lâm và nỏ tiếp tục bắn trong nửa giờ cho đến khi hết đạn. Magellan hy vọng giảm bớt khả năng tấn công của dân bản địa đã đốt cháy một số ngôi nhà, nhưng điều này chỉ khiến người bản địa tức giận hơn nữa. Cuối cùng, ông đã bị trúng một mũi tên tầm độc vì chân không có giáp. Mặc dù đã cố gắng giải cứu cho Magellan, nhưng do lực lượng dân bản địa quá áp đảo, quân đội Tây Ban Nha mạnh ai nấy chạy. Xác Magellan lúc này bị người dân Mactan thi nhau băm vằm để trả thù. Sau này, khi xác được phục hồi, một thủ lĩnh đảo khác có quan hệ thân tín với đội tàu Tây Ban Nha là Humabon đã ra lệnh cho Lapu-Lapu trả lại thi thể của Magellan và một số thủy thủ đoàn. Đổi lại, dân đảo Mactan sẽ được cung cấp nhiều hàng hóa như họ muốn, nhưng Lapu-Lapu đã từ chối. Hành trình trở về. Sau cái chết của Magellan, những người còn lại đã tổ chức một cuộc bầu cử để chọn ra nhà lãnh đạo mới cho cuộc thám hiểm. Họ đã chọn hai đồng chỉ huy, Duarte Barbosa, anh rể của Magellan, và Juan Serrano. Trước đó, Magellan có ý định giải phóng một nô lệ của mình tên là Enrique, nhưng Barbosa và Serrano yêu cầu anh ta tiếp tục nhiệm vụ của mình như một thông dịch viên cho họ. Thế là Enrique bí mật liên lạc với Humabon, khiến ông này phản bội người Tây Ban Nha. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1521, Humabon đã mời các thủy thủ lên bờ để dự một bữa tiệc. Đến cuối bữa ăn, những người dân địa phương đã tràn vào hội trường và sát hại đoàn.
115 người còn sống sót. Thuyền trưởng mới João Cavanho cho rằng hạm đội không đủ người để tiếp tục điều hành 3 tàu nên đã ra lệnh dọn sạch một tàu và đốt cháy. Hai tàu còn lại đã dành 6 tháng tiếp theo uốn khúc qua Đông Nam Á để tìm kiếm Moluccas. Trong thời gian này, họ tham gia vào các phi vụ cướp bóc, bao gồm cả việc cướp một tàu Moluccas đến Trung Quốc. Cuối cùng, họ cũng đã đến Moluccas vào ngày 8 tháng 11 và được thủ lĩnh Amanser chào đón. Một trụ sở giao dịch được thành lập ở Tidor và đội tàu bắt đầu mua số lượng lớn đinh hương. Đổi lại, họ để vải, dao và đồ thủy tinh cho người trên đảo. Vào khoảng ngày 15 tháng 12, hai con tàu cố gắng ra khơi, nhưng một chiếc đã rơi vào tình trạng hư hỏng. Khi những nỗ lực sửa chữa không thành công, đoàn quyết định con tàu sẽ ở lại một thời gian để được sửa chữa lại trước khi quay trở lại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nó đã bị người Bồ Đào Nha bắt giữ và cuối cùng bị đắm trong một cơn bão khi đang neo đậu dưới sự kiểm soát của Bồ Đào Nha. Cuối cùng, sau hơn 3 năm lênh đênh trên biển, con tàu còn lại duy nhất của đoàn thám hiểm đã đi qua tuyến đường Ấn Độ Dương về cảng Seville, Tây Ban Nha vào ngày 21 tháng 12 năm 1521. 18 người trong tình trạng đói khát, bệnh tật cùng với 26 tấn hàng hóa là tất cả những gì họ đem về đất liền. Danh dự được phục hồi. Ngay trước khi khởi hành, bản thân Magellan đã bị dư luận Bồ Đào Nha sỉ vả vì dám làm việc cho Tây Ban Nha. Còn với Tây Ban Nha, khi chuyến đi còn chưa kết thúc, thuyền viên của đội tàu đào ngũ đã vu cáo ông không có ý trung thành với vua Charles. Thế là gia đình Magellan ở Tây Ban Nha phải chịu tiếp những sỉ vả, bị cắt hết bổng lộc từ nhà nước. Những người bạn của ông đã cay đắng thốt lên. Dường như mọi bằng chứng về sự tồn tại của Ferdinand Magellan đã biến mất khỏi trái đất. Antonio Pigafetta, một học giả người Ý và là một trong 18 người còn sống sót trở về, đã xuất bản nhật ký của mình vào khoảng năm 1524. Các học giả đã xem nhật ký của Pigafetta là tài liệu đáng tin cậy nhất về chuyến đi và nó đã chống lại thông tin sai lệch do những người trong đội đào ngũ dựng lên. Nhờ nó mà danh dự của Magellan được phục hồi. Khi so sánh công lao của Magellan với các công cuộc phát kiến địa lý ở châu Âu, nhiều sử gia cho rằng đây là công cuộc thành công nhất. Việc phát hiện ra eo biển Magellan, Thái Bình Dương cũng như rất nhiều những quần đảo khác đã giúp mở ra những tuyến hàng hải mới, đồng thời góp phần hoàn thiện bản đồ thế giới. Tuy nhiên, song song với những thành công đó thì chuyến đi này cũng đã mở ra thời kỳ xâm chiếm thuộc địa của thực dân phương Tây kéo dài đến tận thế kỷ 20. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.